xuống ruộng mà. Đấy, lý do hôm nay là không có video mới là cái đây bác này. Đấy. Rất là nhiều video nhưng mà hôm nay không có thời gian để quay. Thằng về. Đấy, đơn hôm nay đi đây trả đơn này. Bác thấy không? Một ngày hôm nay mà sáng gửi xe rồi mà chiều gửi bưu điện này. Nó trả đơn chết luôn. Anh Thanh Quảng Nam bị nhận nha. Bác Đại ở Sài Gòn bị nhận này. Anh Lễ này. Đấy, những ai hôm nay nhìn nha. Chú Vương Ngọc X này. Anh bác Phạm Quang Khánh này. Anh Hải này. Đấy. À, anh Võ Đức Vi này. Vị trí bị nhận hàng này. Đấy, cho lên đây hay. Tệt hết rồi đấy. Cho hàng em lên trước đây, lên luôn đây. Hàng em lên hết thì ăn đủ đây. Bạn chim chưa? Chứ đôi loa. Ông Nguyễn Hồng Phục Thanh chưa đi à? Loa để hơi lộn này. Tụi em 8 thùng rồi, đúng rồi đúng nhé. Cắt đi là nhất rồi này. Chim chọc luôn. Cái đây cần này. Có loa này. Có loa không? Có nhất loa nhỉ? Có gửi anh chơi. Để mày xem. Có phải để bộ loa trước đi, bộ loa trước đi. Bộ loa là không có tin, không cần. Ba với ba là 6 này. Mình tự lái cái xe rồi nhỉ. Không hiểu lượng chi của tài V2 là 8. 8 đúng không? Bỏ cái côn vào cho cái tốc bì đi, không mất á. Cái DK đâu nhỉ? DK đúng không? Bì côn. Ôi, bút máy không khỏi khổ qua đi các bác ạ. À, hôm nay em có một cái vấn đề thực ra là cũng muốn chia sẻ các bác nhưng mà đang kìm và chưa đưa lên. Đang vậy làm clip rồi. Này, về cái vấn đề tế nhị. Đây, cũng làm một cái clip nhưng mà chưa đưa lên, đang đợi. Vừa đó vừa lấy ra bữa. Lên bữa không? Vừa. Cho cái kia lên tí. Lát cái đường dưới đít ạ. Xem coi. Rồi. Gì? Bận. Thế bóng tảng luôn à. Vô thùng, vô túi luôn này. Cái đôi túi. Cái đôi loa ghi tên này. Cô có tên chưa anh Hành? Có cái thùng gì nhỉ? À đây này. Đây anh. Thùng đẩy cái thùng gì đây? Đẩy gì đây? Đẩy con sung. À hai đẩy con sung hả? Điện thoại. Ôi, một loại chiến trường. Kinh quá. Alo. Bác Đại ạ. Dạ. Lên xe rồi. Vâng, lên xe rồi. Cái gì? Vào lên đó chắc phải 5 ngày đấy bác ạ. 5 ngày đấy. Ở chỗ làm như cô. 5 ngày đấy. Đó, thùng 2 bé con sung đó. Có chứ, cái shop có cho bác chứ. Bát. Có shop có xác đàng hoàng chứ. Vâng. Yên tâm. Dạ. Vâng ạ. Bác máy bay à?
đây thì và vào đến nơi ngồi đợi vài ngày có mặt cái gì này đấy luôn. Dạ. Người đồng khang cái đơn hôm qua cái lo của này rồi. Rồi, bác yên tâm. Dạ dạ. Sáng ấy, thế mà sáng không đút nốt với ông kia mà đóng cho chú cẩn thận rồi đi nhé. Dạ dạ, và chú yên tâm nhá. Dạ. Dạ. À. Cái ốc à. Nó không được gì chắc ra nó vận chuyển mà nó vận chuyển chắc cái vào chú vào nó chú vận lại được chắc không nhớ ý đâu biết là có anh nhớ không biết không sao bởi vì ở trên nó cái nắp trên nó ép xuống rồi mà. Vâng vâng tới chứ không tới bằng mà bằng hấn luôn. Dạ yên tâm. Vâng ạ, dạ, đã chào bác ạ. Khách mời hàng. Chi nữa không? Tôi vừa lại bỏ đây. Cột mic kìa. Đó, thấy không? Cột mic ạ. À, xong nhiệm vụ lần này. Khá này. Này. Đây là thu dọn hiện trường này. Đó này. Này, thu dọn hiện trường rồi. Còn đôi này nữa. Quá. Thank you.